Hơn 400 binh sĩ Myanmar vượt qua biên giới Ấn Độ. Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, Đại tướng Pandey cho biết, trong vài tháng qua, hơn 400 quân nhân Myanmar đã vượt qua biên giới và vào lãnh thổ Ấn Độ. Phát biểu trong cuộc họp báo về tình hình an ninh biên giới Ấn Độ hôm 11 tháng 1, Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, Đại tướng Pandey cho biết. Trong hai tháng qua, 416 quân nhân Myanmar đã vượt biên giới vào lãnh thổ Ấn Độ. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình biên giới Ấn Độ-Myanmar. Ông Pade nói, tất cả binh sĩ Myanmar vượt biên đã được giới chức Ấn Độ hồi hương. Ông Pade cho hay, theo đại tướng Majid bất ổn ở biên giới Ấn Độ Myanmar có liên quan đến xung đột nội bộ ở quốc gia Đông Nam Á. Chính quyền quân sự Myanmar đang đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy. Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ cho hay, nhiều quân nhân Myanmar đã cố gắng tìm nơi trú ẩn trên lãnh thổ Ấn Độ do lo ngại an ninh và tiết lộ thêm rằng có 20 tiểu đoàn Ấn Độ được bố trí ở khu vực biên giới với Myanmar. Ấn Độ có đường biên giới dài khoảng 1.640 km ở phía đông bắc với Myanmar. Hai bang Nagaland và Manipur sắp biên giới với Myanmar được cho là điểm nóng an ninh của Ấn Độ theo Reuters. Chính quyền quân sự Myanmar do thống tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Hôm 5 tháng 1, Liên minh anh em gồm ba lực lượng nổi dậy ở Myanmar đã tuyên bố kiểm soát thị trấn Lào Khai sắp biên giới với Trung Quốc sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt với quân đội Myanmar. Mỹ lên án việc Iran bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Oman Ngày 11 tháng 1, Mỹ đã lên án việc Iran bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Oman và kêu gọi Iran thả tàu và thủy thủ đoàn ngay lập tức. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, không có lý do biện minh nào cho việc làm của Iran. Theo John Kirby, chúng tôi lên án các vụ bắt giữ rõ ràng này, chính phủ Iran nên thả ngay lập tức con tàu và thủy thủ đoàn. Những hành động khiêu khích không thể chấp nhận này cần phải chấm dứt. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác của mình để ngăn chặn và đối đầu với toàn bộ hành vi gây lo ngại và gây bất ổn của Iran và chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, hải quân nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu ở vùng biển giữa Iran và Oman hôm qua. Trong khi đó, đài Sky News cho biết, con tàu được xác định là San Nicolas, từng vướng vào tranh chấp với Bộ Tư pháp Mỹ về vụ tịch thu một triệu thùng dầu thô của Iran. San Nicolas trước đó có tên là Sue Razan, liên kết với công ty vận tải Empire Navigation của Hy Lạp. Tháng 9 năm ngoái. Empire Navigation thừa nhận buôn lậu dầu thô Iran và đồng ý trả khoản tiền phạt 2,4 triệu đô la cho một vụ án liên quan đến tàu chở dầu. Vụ việc mới nhất xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biển đỏ lân cận, nơi lực lượng Houthi tấn công các tàu quốc tế trong nhiều tuần qua. Mỹ, Anh bắt đầu chiến dịch tấn công đáp trả Houthi ở Yemen Lực lượng Mỹ-Anh tập kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen động thái đáp trả đầu tiên từ khi nhóm vũ trang tấn công các tàu hàng trên Biển Đỏ. Lực lượng Mỹ-Anh với sự hỗ trợ từ Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan đã tập kích thành công vào các khu vực thi kiểm soát ở Yemen, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ngày 11 tháng 1. Đây là phản ứng trực tiếp với các đợt tấn công của Houthi nhằm vào tàu hàng trên Biển Đỏ. Theo ông Biden, hành động của Houthi đe dọa quân nhân, thủy thủ dân sự Mỹ và các đối tác của Washington, cản trở thương mại và tự do đi lại ở khu vực. Tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ không do dự triển khai thêm biện pháp để bảo vệ con người và dòng chảy thương mại. Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 22 tháng 1 xác nhận không quân Hoàng gia Anh đã phối hợp với lực lượng Mỹ. Đây được cho là lần đầu tiên Mỹ tập kích nhằm vào Houthi ở Yemen kể từ năm 2016. Các nguồn thảo tin nói đoàn tập kích được thực hiện bởi các máy bay, chiến hạm và một tàu ngầm. Trong số các mục tiêu có hệ thống radar, kho chứa tên lửa đạn đạo, vị trí phóng tên lửa của Houthi Abdul Kader al motada quan chức Houthi viết trên mạng xã hội ít rằng thủ đô Sana, tỉnh Hodeida, Sada và Dama đã hứng chịu một số đợt tấn công từ Mỹ, Israel và Anh. Động thái diễn ra sau khi Houthi ngày 11 tháng 1 cảnh báo tăng cường tập kích vào lực lượng Mỹ, Anh trên biển đỏ. Bất cứ sự gây hấn nào của Mỹ cũng sẽ bị đáp trả, Abdul Malik al Houthi, thủ lĩnh Houthi ở Yemen cho biết. Đòn đáp trả sẽ không chỉ mức độ như các chiến dịch gần đây mà sẽ mạnh hơn nhiều. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 1 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Houthi lập tức chấm dứt các vụ tập kích nhằm vào tàu thuyền đi qua Biển Đỏ. Houthi gọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an là trò chơi chính trị và cáo buộc Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế. Houthi là nhóm vũ trang đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở Yemen, bao gồm thủ đô Sana. Lực lượng này đối đầu với liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Bên can thiệp vào Yemen từ tháng 3 năm 2015 nhằm khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abdrabbuh Massoud Hadi đang sống lưu vong. Lệnh ngân bắn sẽ có lợi cho Nga Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 1 nói rằng lệnh ngân bắn sẽ không dẫn đến đối thoại chính trị và sẽ chỉ có lợi cho Nga. Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Tallinn của Estonia trong chuyến công du rộng hơn tới khu vực Baltic, ông Zelensky cho biết bất kỳ sự tạm dừng nào cũng có nguy cơ cho phép Nga tập hợp lại và tăng cường cung cấp đạn dược. Và chúng tôi sẽ không mạo hiểm, ông nói. Việc tạm dừng sẽ không dẫn đến kết thúc chiến sự, nó sẽ không dẫn đến đối thoại chính trị với Nga hay ai khác. Và cảm ơn Chúa, tất cả đã được quyết định ở Ukraine và sẽ không có sự tạm dừng nào có lợi cho Nga, ông Zelensky tuyên bố. Trong chuyến đi tới Litva, Latvia và Estonia, một số nước ủng hộ ông Zelensky mạnh mẽ nhất trong Liên minh châu Âu và Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Nhà lãnh đạo hy vọng sẽ đẩy lùi sự mệt mỏi của các đồng minh phương Tây của Ukraine, đảm bảo thêm viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO và EU của Kiev. Tổng thống Zelensky từ chối bình luận và nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Ý hôm ngày 10 tháng 1 rằng đã đến lúc phải áp dụng biện pháp ngoại giao trong cuộc xung đột. Ông nói, tôi chưa bao giờ có những cuộc đàm phán như vậy với Ý ở bất kỳ cấp độ nào, vì vậy thật khó để tôi bình luận. Nga dọa đáp trả hạt nhân Ngày 11 tháng 1, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào các địa điểm phóng tên lửa bên trong Nga bằng vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp sẽ có nguy cơ bị Moscow đáp trả bằng hạt nhân. Ông Medvedev hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết một số chỉ huy quân sự Ukraine đang xem xét tấn công các địa điểm phóng tên lửa bên trong nước Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp. Vị quan chức nhắc đến điểm G của đoạn 19 trong học thuyết hạt nhân năm 2020 của Nga, trong đó đặt ra điều kiện để Tổng thống Nga cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả. Trong trường hợp, sự tồn tại của nhà nước đang bị đe dọa bởi một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường. Ông không nêu tên các chỉ huy cũng như không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch nói trên. Phía Ukraine chưa phản ứng sau lời đe dọa của ông Medvedev. Hãy lộ chiến lược có thể giúp Ukraine lật ngược tình thế trước Nga. Ngày 12 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân tới Washington để tìm kiếm sự hỗ trợ an ninh và kinh tế cho Ukraine, nhưng ông đã ra về tay trắng. Đảng Cộng Hòa vẫn ngăn cản gói ngân sách khẩn cấp trị giá 60 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine họ tuyên bố sẽ thông qua gói hỗ trợ trên chỉ khi Đảng Dân Chủ nhượng bộ lớn về chính sách nhập cư. Chuyến thăm Washington không như kỳ vọng của Tổng thống Zelensky đã cho thấy những vấn đề lớn mà Ukraine đang đối mặt. Cuộc phản công của Kiev vào năm ngoái nhằm giành lại lãnh thổ đã thất bại, sự ủng hộ của phương Tây đang suy giảm và tình hình chiến trường rơi vào bế tắc. Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách phương Tây cũng đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ có thể tiếp tục viện trợ nhằm hỗ trợ Ukraine giành lại lãnh thổ hoặc cũng có thể cắt giảm ngân sách, đặt Kiev vào thế phòng thủ và có nguy cơ thất bại. Dù vậy giới quan sát cho rằng, trên thực tế vẫn còn một lựa chọn khác mà phương Tây dường như đang bỏ qua, đó là giành chiến thắng qua chiến lược phòng thủ. Nhiều vũ khí hỗ trợ cho Ukraine trong hai năm qua tập trung vào khả năng tấn công từ xe tăng tiên tiến, thiết bị dọn mìn cho đến các tên lửa tầm xa nhằm đẩy lùi Nga. Theo Foreign Affairs, nếu Ukraine có thể bảo vệ lãnh thổ mà nước này kiểm soát trong những tháng tới bằng cách sử dụng mìn chống tăng, và các công sự vững chắc thì kiev có thể ngăn nga giành thắng lợi hoàn toàn và thậm chí có thể mở ra cánh cửa đàm phán nếu có một bài học rõ ràng rút ra từ cuộc xung đột ở ukraine thì chính là chiến trường hiện nay đang có lợi cho bên phòng thủ các vũ khí hiện đại đặc biệt là uav pháo và tên lửa chống tăng tầm xa khiến cho việc kiểm soát lãnh thổ trở nên dễ dàng hơn so với việc giành lại chúng hệ thống phòng không cơ động trên mặt đất khó bị phát hiện và tiêu diệt mang lại lợi thế cho lực lượng phòng thủ trước các lực lượng không quân hiện đại sự dịch chuyển sang phòng thủ giúp ukraine giải quyết hai vấn đề lớn nhất đó là sự thiếu hụt về lực lượng và sự sụt giảm trong mức độ hỗ trợ của phương tây một mạng lưới phòng thủ mạnh mẽ sẽ giúp kiev củng cố nguồn lực giảm số lượng binh lính và pháo cần thiết để bảo vệ tiền tuyến việc áp dụng chiến lược phòng thủ cũng làm giảm yêu cầu trang bị cho ukraine các hệ thống vũ khí đắt đỏ và khan hiếm thay vào đó phương tây có thể định hướng lại việc viện trợ với các loại đạn dược vật tư xây dựng và hệ thống phòng không có chi phí thấp hơn đồng thời giúp Ukraine tăng cường các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Để củng cố sự hỗ trợ đang suy giảm của phương Tây, thì sẽ không chỉ cần Ukraine chuyển hướng sang phòng thủ trên chiến trường. Nếu các nhà lãnh đạo phương Tây tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu Ukraine cần giành lại lãnh thổ nhưng ngần ngại cung cấp các gói hỗ trợ mới, thì Nga có thể giữ hy vọng rằng nguồn ngân sách phương Tây sẽ lung lay và triển vọng của Điện Kremlin sẽ cải thiện. Một chiến lược phòng thủ sẽ không giải quyết tất cả vấn đề của Ukraine. Dù quốc gia này áp dụng hướng tiếp cận nào thì Kiev gần như chắc chắn đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt. Khi Nga tăng cường tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Dĩ nhiên, chiến lược phòng thủ cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ mục tiêu tối đa là giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Dù vậy theo các nhà quan sát, kể cả khi chiến lược mới không giúp chấm dứt xung đột thì nó sẽ tránh được những hậu quả thảm khốc nhất, duy trì khả năng chiến đấu của Ukraine và tạo ra trạng thái cân bằng ổn định để các khu vực khác phát triển kinh tế và hội nhập với châu Âu. Đối với các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang cảm thấy bị mắc kẹt giữa những hạn chế trong nước và viễn cảnh Ukraine thua cuộc, điều đó sẽ được coi là một chiến thắng. Chiến dịch đả hổ của Trung Quốc lên cao trào Cuộc chiến chống tham nhũng, hay còn gọi là chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Trung Quốc, đã lập kỷ lục mới vào năm ngoái khi 45 quan chức cấp cao bị cơ quan chống tham nhũng điều tra. 45 quan chức cấp cao bị điều tra là con số cao kỷ lục 5 năm sau khi chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố thắng lợi vang dội trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông phát động vào năm 2013. Số lượng các cuộc điều tra tăng lên cho thấy Tập Cận Bình không nương tay trong nỗ lực thanh trừng sâu rộng, trong khi vẫn quyết liệt đốc thúc các quan chức thực hiện các chính sách kinh tế xã hội. Số lượng cuộc điều tra cấp cao trong năm 2023 đã tăng 40% so với năm 2022, khi Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương CCDI, cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Trung Quốc, thực hiện 32 cuộc điều tra nhằm vào các quan chức cấp cao hầu hết các đối tượng bị điều tra thuộc nhóm quan chức được gọi là cán bộ quản lý trung ương có chức vụ từ cấp thứ trưởng trở lên một số ít hơn trong số họ giữ chức vụ thấp hơn một chút nhưng lại chiếm giữ những vị trí chủ chốt trong các lĩnh vực quan trọng không giống như các quan chức cấp dưới được quản lý và giám sát bởi các tri bộ đảng và cơ quan kỷ luật của đảng ở địa phương nhóm quan chức cấp cao chịu sự quản lý trực tiếp của ban tổ chức trung ương đảng nếu bị phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào Họ sẽ đối mặt với các cuộc điều tra cấp cao nhất từ Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương. Theo South China Morning Post, trong số 45 cán bộ cấp cao bị CCDI giam giữ hồi năm ngoái, có 27 người đã nghỉ hưu khi họ phải đối mặt với cuộc điều tra. Jiang Yuwen, cựu phó tổng biên tập tờ học tập thời báo của Trường Đảng Trung ương, nơi đào tạo cán bộ cấp cao cho biết, thực tế là hầu hết các cuộc điều tra của CCDI tập trung vào các quan chức đã nghỉ hưu. Điều này báo hiệu rằng các cuộc điều tra sẽ phát hiện ra nhiều hành vi sai trái hơn của họ và nghỉ hưu không đồng nghĩa với hạ cánh an toàn. Trong số các quan chức bị bắt những năm gần đây, không có nhiều người bị bắt vì các hành vi tham nhũng ở chức vụ hiện tại của họ. Hầu hết các sai phạm đều xảy ra trong vài năm trước đó, thậm chí 10 năm 20 năm về trước. CCDI không còn tuân theo quy tắc bất thành văn trước đây rằng các quan chức đã nghỉ hưu sẽ không bị điều tra, Zhang Yuwen bình luận. Chẳng hạn đầu năm ngoái, He cựu phó giám đốc Cục Quản lý Độc quyền Thuốc Lá, Nhà nước Trung Quốc, bị CCDI điều tra tham nhũng gần 9 năm sau khi nghỉ hưu, bây giờ không còn quan tham nào an toàn. Khi chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo điều tra sâu hơn, nhiều sai phạm của quan chức tích tụ trong 3 thập niên do phát triển kinh tế nhanh chóng và kỷ luật đảng lỏng lẻo sẽ bị phát hiện. Và không có dấu hiệu nào cho thấy ông Tập Cận Bình sẽ ngừng truy xét sâu hơn, Zeng Yuwen nói thêm. Theo thống kê của South China Morning Post, tổng cộng 294 quan chức cấp cao đã bị CCDI sa thải trong 11 năm kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng được phát động. Tuy nhiên, con số này không bao gồm hầu hết các cuộc điều tra tham nhũng trong quân đội Trung Quốc, vốn tiến hành thông qua các cuộc điều tra riêng của Ủy ban kiểm tra kỷ luật thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, nơi ông tập nắm chức vụ chủ tịch. Năm 2020, 18 quan chức cấp cao bị điều tra. Nhưng kể từ đó, con số quan chức cấp cao bị thanh trừng hàng năm ngày càng tăng với 25 quan chức cấp cao bị điều tra vào năm 2021 và con số này của năm 2022 là 32 người. Hôm 29 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu của 9 tướng lĩnh, năm trong số đó đều là chỉ huy hàng đầu của quân chủng tên lửa của quân giải phóng nhân dân, bao gồm Thượng tướng Lý Ngọc Siêu, tư lệnh quân chủng tên lửa kể từ tháng 1 năm ngoái cho đến khi bị thay thế vào tháng 7. Một nhà nghiên cứu chính trị tại Đại học Bắc Kinh cho biết, có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến dịch đả hổ của Trung Quốc sẽ còn mở rộng hơn nữa vào năm 2024 chúng ta đã chứng kiến trung quốc cách chức ngoại trưởng tần cương và bộ trưởng quốc phòng lý thượng phúc chúng ta cũng thấy quốc hội trung quốc vừa chính thức bãi nhiệm chín tướng lĩnh điều này cho thấy một cuộc điều tra sâu rộng trong quân đội đã có kết quả sơ bộ nhà nghiên cứu cho biết với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề không có lý do nào được đưa ra cho quyết định bãi nhiệm ông tần cương và ông lý thượng phúc tôi cho rằng chỉ một lượng nhỏ thông tin liên quan đến những trường hợp này sẽ được công bố ra công chúng chỉ với những thủ tục tối thiểu nhà nghiên cứu nói cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video đừng quên bấm đăng ký kênh lê cần news để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày